Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức. Đây là điều Harry Won và Tiến Đạt thường làm sau khi chia tay mà mọi người không biết. Đây là thói quen mà Harry Won thực hiện với cả Trấn Thành và Tiến Đạt, nhưng lại thường xuyên bị bắt gặp khi đi với MC đắt show nhất Việt Nam. Mối quan hệ giữa Harry Won và Tiến Đạt sau khi chia tay luôn là chủ đề khiến khán giả tò mò. Thế nhưng, fan hâm mộ đã tạm yên tâm khi theo dõi và biết rằng cặp đôi vẫn là những người bạn, người thân vô cùng gắn bó và thoải mái, không đồng hành bên nhau trên con đường tình yêu, nhưng Tiến Đạt và Harry Won vẫn hỗ trợ cho nhau trong công việc cuộc sống đời thường. Mới đây, quán quân cuộc đua kỳ thủ 2016 còn không ngừng ngại tiết lộ thêm về sự thân thiết giữa anh và người yêu cũ. Nhắc tới chặng đường đồng hành cùng giọng ca Hưng đêm bay xa, rapper nói: "Vui lắm, rất là vui, đó là một kỷ niệm đẹp." Đối với Tiến Đạt thì cảm thấy thật may mắn khi nhìn lại những kỷ niệm đó, thì mình mỉm cười và hạnh phúc. Hiện tại, Tiến Đạt và Harry Won vẫn là bạn bè, vẫn đi ăn bình thường với nhau, chỉ có điều là mọi người không thấy thôi. Đôi tình nhân ngày nào vẫn thường xuyên hẹn hò đi ăn cùng nhau. Có lẽ Tiến Đạt sẽ là người hiểu Harry Won nhất trong sở thích hàng đầu này của cô. Mới đây, Tiến Đạt còn vô tư tiết lộ về món quà đắt tiền, chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất mà người yêu cũ tặng mình, nhưng chưa xài quen. Trước đó, cả hai còn công khai bày tỏ sự ủng hộ một nửa còn lại trên trang cá nhân, khi Tiến Đạt kêu gọi mọi người nghe bài hát mới ra mắt của Harry Won và nữ ca sĩ cũng chúc mừng rapper về chiến thắng xứng đáng tại cuộc đua kỳ thủ 2016 này. Bạn nhìn vào một tấm hình cũ, có thể bạn cười hoặc khóc. Tôi mỉm cười khi thấy lại hình ảnh tôi và Harry Won ngày xưa, Tiến Đạt nói. Tiến Đạt bị yêu cầu dùng điện thoại Harry Won tặng để gọi cho cô tâm sự nhưng không thành. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.